Vâng, thưa quý vị và các bạn, đứng ngay bên cạnh tôi đây vào lúc này là người hùng của thể thao Việt Nam, người đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường Olympic cho thể thao Việt Nam của chúng ta. Và đó là sao thủ Hoàng Xuân Vinh. Vâng, trước tiên thay mặt những người hâm mộ thể thao cả nước được chúc mừng anh với thành tích cực kỳ là ấn tượng trong cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Anh có thể cho khán giả truyền hình biết là cái cảm xúc của anh là như nào khi là người đã tạo nên một cột mốc mới, mốc son mới cho thể thao Việt Nam? Đây là một lần thi đấu có lẽ là ý nghĩa rất với tôi. Nó không chỉ là cái sự gay cấn của cuộc chung kết, mà cả một quá trình tôi đã rèn luyện và tích lũy cùng với những người thầy và những người mà đã đi cùng với tôi. Và thật sự là rất là xúc động khi mà được đứng lên bục cao nhất để kéo lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Thì nhân đây thì tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ mong muốn là gửi tới những người dân Việt Nam, những người hâm mộ Việt Nam, và gửi tới lời cảm ơn với Đảng, Nhà nước và ngành thể thao, cũng như là những người hâm mộ cùng với những người thầy đã giúp tôi trong suốt một quá trình dài. Và xin chân thành cảm ơn và đối với tất cả mọi người. Vâng, tôi đã có mặt tại đây cùng với huấn luyện viên trưởng Trịnh Nhung, rồi đồng đội của anh là anh Trần Quốc Cường nữa. Tất cả đều phải nói là nổi hết cả da gà khi chứng kiến màn trình diễn của anh, và đặc biệt là ở cái lượt bắn cuối cùng. Anh có thể cho mọi người được biết là cái bí quyết gì để giúp cho anh có thể vượt qua được áp lực về mặt tâm lý như vậy, đúng ở cái loạt bắn quyết định hay không? Thường thì những loạt bắn cuối cùng thì rất là gay cấn, như bạn đã biết. Tôi cũng chỉ một tâm niệm rằng là chị Nguyễn Thị Nhung đã nói với tôi rằng là những lúc nào khó khăn nhất thì những lúc đấy là phải mạnh mẽ nhất. Có nghĩa là mình phải cố gắng làm thế nào đó trấn tĩnh lại được và hít thở sâu để mình lấy một cái cảm giác mới để mình có thể tự tin hơn chiến thắng. Quyết tâm. Vậy anh có tin rằng là cái thành tích ngày hôm nay của anh nó sẽ giúp cho các thành viên còn lại của đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta có thể có được một sự tâm lý thoải mái hơn để tranh tài ở những cuộc tranh tài sắp tới hay không? Tôi nghĩ là cái việc mà như vận động viên của chúng ta sẽ bước vào tranh tài các nội dung khác, tôi nghĩ là sẽ có một cái tinh thần quyết liệt. Và tôi cũng mong rằng là tất cả các vận động viên của chúng ta sẽ chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình và chiến thắng đưa thể thao Việt Nam có thể thành công hơn nữa. Vâng, một hỏi cuối cùng. Ngay sau khi biết được là mình giành huy chương vàng, thì cảm xúc của anh ngay ở thời điểm đó như thế nào? Và anh muốn dành tặng chiến thắng này cho ai trong cái suy nghĩ đầu tiên? Những người thân của tôi và những người thầy, và rồi đến cảm ơn nhà nước, cảm ơn ngành thể thao, cảm ơn quân đội. Tôi rất tự hào tôi là một người lính và đã được quân đội nuôi dưỡng và chăm sóc. Do vậy mà tôi biết ơn rất nhiều. Đó là những lời cảm ơn của tôi đối với tất cả mọi người. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh với cuộc trao đổi ngày hôm nay, và chúc mừng anh đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam, và chúc anh sẽ thi đấu thành công ở nội dung còn lại của mình, cũng như là đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu tương bừng ở những ngày còn lại của Thế vận hội mùa hè Olympic Rio năm 2016. Xin cảm ơn anh. Chúc thành công hơn nữa.